Chào buổi trưa ngày 9 tháng 4 2023 anh em cô chú ơi. Có cái máy phu một dốt dốt khá là anh em cô chú. Đó, mời anh em cô chú uống ly tà một câu cái mình đàm phán tình làng với anh em cái máy phu một tháo ra coi báo giá chi tiết cụ thể. Cho anh em cô chú xem cái. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn, luôn luôn gặp nhiều thuận lợi trong công việc anh em cô chú ơi. Mày lướt qua cái bộ ba nắp đã bán anh em cô chú. Bình xăng con đã bán. Có cái gọng này chưa bán, cái gọng này bán anh em 200 ngàn này anh em cô chú. Ừ. Trong ngoài vàng ươm anh em ơi. Ừ. Củ đề cũng khá căng này anh em. Xăng con cái màu mỡ còn vàng ươm đã quá anh em cô chú. Ngưng video lại quay cái tháo ra coi bên trong nó còn chất cỡ nào hết anh em. Rồi anh em đợi vài chục giây tháo liền. Rồi máy phu một gã xong anh em cô chú ơi. Đồ nó còn chất lư anh em cô chú. Mà có một cái là nó tội cái nhớt đen. Nhớt tối quá tối giờ anh em ơi. Coi bộ số rồi. Đã đợi ông đĩa luôn. Không một găng nào mọt hết anh em ơi. Sập tu tủa luôn. Số 4 không có à, thôi mấy con kia dễ gì anh em, số 2 sập tu tủa luôn, lưng cái hạt lựu á, số đẹp căng. Bao anh em không có một mọt nào hết. Anh em coi cốt nhông nó biết liền, nhông chưa có thấy dấu vết gì anh em. Số 4 là anh em thấy không? Quá đã anh em ơi, không có dấu gợn, dấu mọt nào hết. Cái nó còn mới quá anh em thấy nó gợn 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 như này chứ không phải nó mòn. Số đẹp nó vậy anh em ơi, số mà xấu rồi nó bóng lưỡng. Chứ bắt đầu nó mọt. Ui, khỏi coi, bao anh em là bảo đảm anh em là đỉnh cao. Đẹp mà đẹp đỉnh cao chứ không phải là đẹp mà kiểu mà dốt dốt. Cúc nhông mà. Nhìn thấy không? Chưa có dấu phiết ha. Rồi, cốt nhông bạc đạn. Con heo. Dấu hỏi. Lúc nào cũng kèm theo cái dấu hỏi đó nghe anh em, quan trọng nó. Heo chưa có dấu mòn luôn. Tiểu 200 ngàn anh em cô chú. Mấy bộ kia mình bán có 900 quá nha anh em. Bộ này tiểu 2 nó căng này. Căng hơn. Rồi xong một bộ số. Cộng hai cây cốt. Con heo dấu hỏi. Tiếp theo cho tống cái dơ lóc anh em ơi. Dơ lóc này vàng ngới luôn ha anh em. Anh em coi cái đầu này không có dấu mòn gì hết nè ha. Anh coi kỹ nó không có dấu nha, không có khớp nha. Tán ốc ngon lành không có khớp nha anh em. Ắc ghim chưa ép mới ra lần đầu luôn, xanh lè này anh em. Lắc gì có độ gơ nhẹ theo kiểu nhà máy chứ trên này chạy không gái không ghé nha. Bao im à, không ghé không giọng. Xe này tên xe rớt xuống mình đã test rồi anh em cô chú. Ốc tán hai bên ra vô ngon lành hết. Bộ này 2 triệu 8 nha anh em, mà nó ơi đen nó dơ quá bớt anh em lấy anh em 2 triệu 6 thôi. Răng cỏ thì khỏi phải bàn hả anh em. Không có chuyện tuôn gì ở đây hết. Tóc sơ mi gì ở đây hết. Cái màu ở ngoài thì đẹp nha. Màu lóc đẹp. Đầu tay cũng cực kỳ luôn anh em ơi. Nói chung nó đẹp lắm.
có cái tội là nó dính nhớt đen thôi anh em, về vệ sinh lại. Rồi bỏ đỡ đi, hơi vô bịch anh em ơi, 2.600.000, 2.800.000 bớt 200 mới anh em. Rồi tiếp theo cái đầu lòng luôn cho nó trống chỗ anh em ơi. Màu da nè, có thấy cái màu da đẹp ở bên trong không, bên trong dơ. Nắp bút lỗ chưa rớt ra luôn anh em, chưa chạm luôn, ron không rách luôn. Đầu OT nè, OT từ năm anh em. Cánh bớm có mẻ xíu rồi đó. 3 triệu quá anh em, mà bây giờ rút cái bít tông ra cho anh em coi. Về anh em thay bạc đi bớt anh em 100.000 lấy 2.900.000, anh em thay bạc khác, rút ra sợ gắn vô khối, không rút ra anh em không dám mua. Sơ mi này sập tủ tủa luôn ha, giống. OT S tăng đa phu 110 anh em cô chú. Màu mỡ còn chất lư đó nè, KFL từ 2 anh em coi, nắp xúc bắp rồi. Để xuống cái coi bít tông anh em một chút. Sụp ngang cũng còn khá anh em cô chú, chưa đến đổi. KFL nữa anh em, AGT. Rồi anh em kỹ về thao bộ bạc lại nha anh em. Đó, mình có test thử cho anh em nghe nó gan ti nổ dữ nhừ. Rồi, cái máy tự nhiên bị chạm gì mà câm nữa rồi. Thiệt tình. Rồi 3 triệu bớt anh em 100.000 anh em thay bạc. Còn không thay vệ sinh là để vậy vô. Bộ nồi này chưa dán anh em ơi, mà nó có chạm mà sao không thấy dấu dán. Bộ nồi này cho anh ta chốt rồi anh em cô chú. Mía sơ rồi, chưa chạm anh em. Không hú, không gió luôn. Nồi này ta chốt rồi anh em ơi. Theo củ đề anh em cô chú. Củ đề này theo mắt nhà nghề mình là có chạm rồi anh em ơi. Số anh em ta nó chưa chạm với cái dọc dấu mình biết. Có chạm lần. Mình thấy nó đẹp y phôi y nguyên luôn ha, nhưng mà chạm. Chạm khéo. Anh em về vệ sinh lại còn khá đẹp anh em cô chú. Trách 2.000 anh em. Củ này 600.000 anh em. Để im, có chạm mà để im. Thu một đít dài, dây dài luôn anh em ơi. Cái đầu lòng 3 triệu là gồm cái gì? Gồm cái ốc xe lòng, sên cam, bánh lòng, bánh tăng anh em cô chú, nhiêu đó ha. Còn ốc đầu với bù gông thì mình bán 300.000 bán riêng anh em. Tiếp theo bộ lửa anh em cô chú. Bộ lửa, bộ ba nắp anh em chốt rồi, còn bộ lửa nè. Anh có mua bộ lửa rồi mua luôn anh ơi, khỏi tháo ra. Bộ lửa này nếu mà bán thì bán cho anh em cô chú giá cái này nó còn đẹp nha. Tại nó dính nhớt mỡ bò, ta tha kỹ, ta tha mỡ bò.
sên đề nè anh em, hai mã bò với thằng lăng đề luôn ha, với cái kẹp. Cái tay giờ quá, cầm cái hoa lăng em coi hoa lăng. Cho ba con ốc này thấy có dấu chạm hai con, còn con chưa chạm, lạ quá nè. Nhiều khi đó nó siết vô bị tày không biết. Thất đề này thất đề ghim mà ha, có dấu này, con này, con này có chạm nè, con này không chạm nè, con này không thấy nè. Ngủ quá. Bao anh em thất này thất ghim ghim, nhiều khi họ thay hàng hãng vô mình không biết được ha anh em. Hãng như này nó cũng giống. Rồi bán cho anh em bộ này nó chậm chậm vậy, bán rẻ cho anh em triệu hai. Triệu hai hoa lăng, thất đề, dĩa đề, cục lửa, mấy ngóc linh tinh. Chỉ đi cho nó, cho nó lành anh em ơi, chứ bán triệu tư, triệu rưỡi, người nó chạm, người nó không mệt. Triệu hai cho nó gọn. Rồi. Cái bích tông ga này cho anh em coi, cái bích, cái bộ bộ này mình bán 1,2 triệu anh em. Bình xăng con bao tử. Anh em nào lấy cái bình không thì chín tâm. Bích tông ga nè, chưa có dấu phớt dấu gì hết. Găng tay nhuyễn nhừ luôn. Anh em thấy không, nó sáng mà chứ chưa phớt. Triệu hai có thằng em Dũng có coi lấy chi cái 4 giờ số giờ đạp 4,5 tâm tính em 4 tâm nữa, 1,6 triệu đó. Chứ 1,5 triệu là không có bán rồi, quá đẹp quá rồi. Anh em nào lấy cái nắp nhựa này với càng tăng cam này với cái ống sáo này, lò xo, bán cho anh em 1,5 tâm khu một ốc. Rồi video cũng hơi dài rồi anh em cô chú ơi, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Giờ uống thêm ly trà nữa cái hết clip anh em cô chú. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn. Chào anh em, chào cô chú.